Và chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với Định Hóa Media. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với sân thi đấu Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong để xem trận vòng bán kết cuối cùng, xin lỗi, vòng bảng cuối cùng giữa các vận động viên đến từ Nam Cường gặp các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn. Đây là giải bóng chuyền hơi do câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu tổ chức. Và đây là diễn biến của set đấu đầu tiên. Và ở set đấu này, các vận động viên của Nam Cường sẽ ở bên này sân mang trang phục áo màu xanh. Và bên kia sân là các vận động viên đến từ Ánh Dương Bắc Cạn sẽ mang trang phục áo màu đỏ. Và set đấu đầu tiên này, các vận động viên của Ánh Dương Bắc Cạn đang tạm thời dẫn trước với tỷ số ở set đấu này là 8-6. Đây là trận vòng bảng cuối cùng. Và điểm trên sân lúc này đang là 9-7, thế trận đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Ánh Dương Bắc Cạn. Và sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên Bắc Cạn đã ghi được thêm một điểm. Điểm hiện tại đang là 17. Nam Cường đã có điểm trong tình huống bóng vừa rồi 80. Chắn bóng rất tốt, điểm cho Nam Cường 8-9. Bóng có lưới, điểm cho các cầu thủ Nam Cường 9-10. Xin lỗi, Nam Cường là 9-10 chứ không phải là 8-9. Điểm cho Ánh Dương Thái Nguyên 11-9. Cái đội xin tạm dừng hội ý. Hai đội được đánh giá là có chuyên môn tốt nhất của bảng đấu đã gặp nhau. Sáng nay cũng có mưa, tuy nhiên ban tổ chức và thời tiết trên sân rất nắng và nóng, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên trên sân. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết, các vận động viên tiếp tục quay trở lại sân thi đấu. Và điểm hiện tại các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn vẫn đang tạm thời dẫn trước với điểm số 10-11. Vừa rồi một pha đánh bóng rất hay của các vận động viên đến từ Nam Cường. Và sau pha bóng vừa rồi, Nam Cường đã san bằng được điểm số 11-11. Ây da, tìm đâu được cái ấy để cho. Đấy, bóng ra ngoài, điểm Nam Cường vươn lên 12-11. Cái đội vẫn đang rất cố gắng.
thời tiết ở trên sân rất nóng nhưng các vận động viên thi đấu với tinh thần còn nóng hơn. Họ đang cống hiến cho người xem những pha bóng và đầy kịch tính. Bất chấp thời tiết. Bóng ra ngoài. Nam Cường đang vươn lên trước Bắc Cạn 13-11. Nam Cường vẫn đang tạm thời dẫn trước 14-11. Và sau pha bóng dặn tay dặn vừa rồi của Nam Cường, Bắc Cạn đã có điểm. Điểm cho Bắc Cạn. Các vận động viên Bắc Cạn xin tạm dừng hội ý. Giải đấu bóng chuyền hơi nữ do câu lạc bộ Tiền Đồn Liên Liêu tổ chức tại xã Yên Phong. Vâng, và điểm hiện tại trên sân lúc này vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Nam Cường. Điểm 14-15. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 16-14 cho Nam Cường. Đây cũng là trận vòng bảng cuối cùng trong buổi chiều hôm nay. Cái đội đang cống hiến cho người xem những pha bóng rất kịch tính. Tuy thời tiết ở trên sân rất nắng nóng nhưng chất lượng của trận đấu vẫn không được thay. Cái đội vẫn đang cống hiến nhiều pha bóng hay. Tấn công rất hay. Vừa rồi là một pha tấn công rất đẹp mắt của các vận động viên Nam Cường. Điểm 17-14 cho Nam Cường. Được đánh giá chuyên môn rất cao của cả hai đội trong buổi chiều hôm nay. Cái đội đều xuất sắc nhất bảng. Chắn bóng lọt thế này. Điểm 18-14 cho Nam Cường. Nam Cường đang chơi với tinh thần phấn khích nhất. Bóng chạm tay chắn rất hay. Một pha tấn công bất ngờ của các vận động viên Nam Cường. Điểm 19-14 cho Nam Cường. Bóng trong sân. Điểm rút ngắn xuống cho các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn. Điểm 15-19. Cái đội xin tạm dừng hội ý. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá đã hoàn thành được 70%. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng ta đang theo dõi những trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng chuyền hơi mở rộng năm 2024 do câu lạc bộ Chợ Đồn Bến Yêu tổ chức.
nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này là vật liệu xây dựng và xăng dầu Như Ý. Giải đấu được tổ chức một ngày duy nhất tại sân Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết. Trọng tài cho trận đấu được tiếp tục. Và lợi thế ở trên sân lúc này vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Nam Cường. Nam Cường là câu lạc bộ bóng chuyền đến từ phía nam của chợ Đồn, giáp với Ba Bể. Và trận đấu đã được tiếp tục. Chân bóng rất hay, rất đáng tiếc số 2 của Nam Cường đánh bóng không qua lưới, điểm rút ngắn xuống cho Bắc Cạn 16-19. Trận đấu khá kịch tính, cái đội vẫn đang giằng co điểm quyết liệt. Điểm cho Nam Cường 20-16. Ở trận đấu đầu tiên này, các vận động viên đến từ Nam Cường chơi rất xuất sắc. Bóng ra ngoài sân. Điểm 17-20. Và liệu rằng các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn có thể lội ngược dòng được ở trận đấu đầu tiên đấy không? Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Và sau pha bóng vừa rồi, Nam Cường đã giành chiến thắng trước Ánh Dương Bắc Cạn với tỷ số 21-17 ở trận đấu đầu tiên. Cái đội xin tạm nghỉ để tiếp tục ở trận đấu thứ hai. Mọi người theo dõi trận đấu có thể theo dõi trực tiếp trên kênh Định Hóa Media. Rồi, và chúng ta tiếp tục quay trở lại sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong để dõi theo trận đấu giữa các cầu thủ đến từ Nam Cường và các vận động viên đến từ Ánh Dương Bắc Cạn. Giải bóng chuyền hơi mở rộng năm 2024 do câu lạc bộ chợ Đồn Mến Yêu tổ chức. Và ở trận đấu đầu tiên, Nam Cường đã giành chiến thắng trước Ánh Dương Bắc Cạn. Và đây là diễn biến của trận đấu thứ hai. Và ở trận đấu thứ hai này, các vận động viên Nam Cường sẽ ở bên kia sân mang trang phục áo màu xanh. Và bên này sân mang trang phục áo màu đỏ là các vận động viên đến từ Ánh Dương Bắc Cạn. Bắc Cạn đã có 2 điểm đầu tiên ở trận đấu thứ hai này. Bóng chạm tay chắn, rất cố gắng, bóng vẫn còn. Bỏ nhỏ, chưa có điểm. Pha đánh bóng rất hay của số 10 Bắc Cạn. Điểm số thứ 3 cho Bắc Cạn. Một pha đập bóng rất hay của vận động viên Nam Cường. Điểm đầu tiên cho Nam Cường. Các trực tiếp trên kênh truyền hình Adica, cũng như chúng tôi đã chia sẻ trên fanpage, trên trang media và trên đường
Pha tấn công rất xuất sắc của số 10 Bắc Cạn, bên Bắc Cạn. Điểm 4-1. Với chiều cao tốt và sức bật tốt, đây là một chủ công rất xuất sắc của Ánh Dương Bắc Cạn. Trọng tài xác định điểm cho Bắc Cạn, điểm 5-1. Chân bóng tốt và sau pha chân bóng rồi, Nam Cường đã có điểm số thứ hai, điểm rút ngắn xuống cho Nam Cường 2-5. Hai đội được đánh giá rất cao trong hai bảng đấu. Vừa rồi là một pha bỏ nhỏ thành công của các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn 6-2. Phong trào thể dục thể thao của chợ đồn những năm gần đây rất phát triển và đặc biệt là bộ môn bóng chuyền hơi. Một pha bóng rất hài hước. Điểm cho Nam Cường 3-6. Bóng chạm tay chắn của Nam Cường. Và liên tiếp là hai pha kẹp bóng rất hài hước của các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn. Điểm 4-6 cho Nam Cường. Bóng ra ngoài. Điểm cho Ánh Dương Bắc Cạn 7-4. Bóng ra ngoài. Điểm cho Ánh Dương Bắc Cạn 8-4. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 5-8 cho Nam Cường. Kết quả là B. Và thời tiết hiện tại thì cũng đang dịu đi khá nhiều. Bóng ra ngoài, điểm cho Ánh Dương Bắc Cạn 9-6. Ở bên sân số 2 cũng đang diễn ra trận thi đấu giữa Yên Mỹ và Bình Trung. Và sau pha bóng vừa rồi, Bắc Cạn lại có thêm điểm số thứ 10. Bóng ra ngoài. Điểm 11-6 cho Bắc Cạn. Thank you.
đứng làm con bướm đấy. Và điểm trên sân lúc này thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Bắc Cạn, điểm 12-7. Bóng chạm tay chắn ra ngoài, điểm 13-7 cho Bắc Cạn. Nam Cường xin tạm dừng hội ý. Và sau khi để thua Nam Cường ở set đấu đầu tiên, ở set đấu thứ hai này, các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn chơi tốt hơn và đang tạm thời dẫn trước Nam Cường với tỷ số 13-7. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết, trọng tài cho cái đội ra sân tiếp tục thi đấu. Và như vậy là đã hết thời gian lưu ý, hai đội sẽ quay lại sân để tiếp tục thi đấu. Tỷ số bây giờ là 13-7 về các cầu thủ thành phố Bắc Cạn. Bóng chạm lưới, điểm cho Nam Cường 8-13. Và sau thời gian tạm dừng hội ý, liệu rằng Nam Cường có thể thay đổi được thế trận hay không? Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu này. Bóng ra ngoài, điểm 14-8 cho Bắc Cạn. Rất hay, một pha tấn công rất hay của số 10 Bắc Cạn, bên Bắc Cạn, điểm 15-8. Bóng trong sân, điểm cho Nam Cường 9-15. Các cầu thủ hàng trắng của thành phố Bắc Cạn đã mang lưới và điểm cho Nam Cường 9-15. Ông bầu Ngọc Quý đã đưa ra những kỹ thuật và bắt đầu phát huy hiệu quả. Rất cố gắng. Bóng chạm tay chắn, điểm cho Bắc Cạn 16-9. Chắn bóng rất tốt, điểm cho Nam Cường 10-16. Bóng ra ngoài, điểm 17-10 cho Bắc Cạn. Thank you.
tấn công. Hai. Và sau pha bóng rồi Nam Cường đã có được thêm điểm số tiếp theo 11-17. Chắn bóng không thành công. Điểm 18-11 cho Bắc Cạn. Và liệu rằng sẽ có sách đấu thứ ba hay không? Lại là một pha chắn bóng không thành công của Nam Cường. Điểm 19-11 cho Bắc Cạn. Rất cố gắng. Bóng ra ngoài, điểm 13-19 cho Nam Cường. Và điểm 13-19 cho các thủ Nam Cường. Một pha ghi điểm rất khéo léo của các vận động viên đến từ Bắc Cạn, điểm 20-13. Rồi một pha chắn bóng rất hay của Nam Cường, 14-20. Mà liệu rằng các vận động viên Ánh Dương Bắc Cạn có thể lôi đối thủ phải thi đấu ở sân đấu thứ ba nếu như giành chiến thắng ở sân đấu này? Và đúng như vậy, điểm số 21-14, cả hai đội hòa nhau và chắc chắn sẽ phải diễn ra sân đấu thứ ba. Cả đội sẽ tạm nghỉ ít phút để tiếp tục thi đấu ở sân đấu thứ ba. Một cầu thủ của